thượng tiên dâng văn tam vị chúa mường thịnh chúa đệ nhất tây thiên ngự về thời chiều tinh ý trần đê có phen đi chùa tới thành tôi phép
tiên ưng nhìn đi thân là cứ niềm màu sửa sang gương lưng trầu cao. Tiếng súng bà tôi, tiếng súng bà tôi, có tiếng.
xin Chúa xuống xuống trời trần gian đi, mở đường nhân ý ấm no cho mọi nhà, mở đường nhân ý. Chiều sớm chiều ta vang tay tới về bạc rừng vàng, em cho xăm họ giàu sang đời đời, em cho xăm họ đời đời giàu sang. Oh.
gần xa cúi đầu bay biết hỏi khách rằng nghe anh biết anh hay trên sườn lồng dừng bằng chót đất thì thank you.
lời ca nghe tôi núi bao la bay phù sa tướng đi đồng lam giang thì đây trên ngàn gió cũng sung thay rơi khe ca buồn tung tăng nghe cất cao tiếng hát và một câu ca dầm phe phẩy thức ngờ tiên sáng chân nề tốt tươi mọi vẻ thấy tất nợ ý tốt tươi mọi vẻ thấy tất nợ chỉ sâu sâu khát chỉ dần dần ăn nề về đồng phân điểm tổ giang ý Lê Mẫu Hòa Bình có ai đi Lê Mẫu Hòa Bình vẫn sư bờ hàng tiếng thác nghi gành nhờ treo leo sông nghi đà nước chảy gì Bắt mắt đi tu ba
sườn già rẽ nơi mi cánh thượng ngừa nét cong cong muốn lượn mi đường tơ chú đẹp xinh xinh nhờ suối sông Đà giao khắp suối khe từ hàng miên suối rút sâu vào quan khoan nó khoan nơi nhỏ sâu khoan ta khoan nó là hò sâu rừng bạch mai rừng trúc rừng thông nghi buồng nghỉ lên út lượn khúc sông nghi a nghe tiếng hô gọi cái rừng ơi cái rừng ơi trần gian ơi xuống về đây chơi
tiếng hát ai vang vang trên giường nó, tiếng hát ai vang vang bên giường nó, dường như là chưa có tháng, dường như là chưa tháng, đi hái hoa trên ngàn, đi hái hoa trên ngàn, dường như là chưa tháng, dường như là chưa tháng. Đêm nằm mơ
thấy ma cùng quỷ bệnh chúa làm mờ liệt vị dân thay phải đi thì thánh mời thầy
trần sáng chúa uy linh nghịch lắm lên thật đi. Hoa đã sáng tàn.